Alo, hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh Kèo Bóng Minh Hải ngày hôm nay. Thì tối ngày hôm nay diễn ra rất là nhiều trận đấu rất là hấp dẫn, thì mình cũng đã lên một số trận đấu chính cho anh em tham khảo rồi. Anh em nào mà quan tâm thì anh em có thể kéo qua kênh xem các cái video mình lên cho anh em, các cái mã kèo để anh em tham khảo. Còn anh em nào muốn nhận các cái mã kèo uy tín, mã kèo chuẩn nhất ở các trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm nay, cũng như là các trận đấu mình không lên được video cho anh em, thì em có thể liên hệ với mình qua địa chỉ Zalo và Telegram, thì mình để ở phần giới thiệu của kênh bóng cũng như là phần mô tả và bình luận ở mỗi video mình lên. Bởi vì những video mình lên thì cũng chỉ mang chính tính chất là nhận định tham khảo, còn cũng chưa thể là đưa cho anh em những mã kèo chính xác nhất được, bởi vì cầu kèo chưa ổn định. Thứ hai nữa thì đội hình ra sân chưa có, mà thứ hai nữa thì những trận đấu diễn ra sớm như vào lúc 6 giờ 30 là 9 giờ. Đấy. Anh em mà đang chơi qua trang thì anh em tốt nhất là đánh những cái mã kèo rung, kèo bóng sống trong trận. Đấy. Với tỷ lệ ăn rất là cao và cái độ xác suất ăn gần như là đến tới 70-80% nếu mà anh em soi đúng kèo và vào đúng nhóm. Đấy. Không phải nhất thiết là anh em cứ phải chơi những trận đấu như là tâm điểm như là Manchester City, rồi là Liverpool, rồi là trên Chelsea đâu. Đấy. Những trận đấu không phải là thật sự không phải tâm điểm, nhưng mà những mã kèo có thể kiếm ra những lợi nhuận thì anh em vẫn có thể đầu nó vẫn nên đầu tư. Còn ví dụ những trận tâm điểm như này, anh em cứ đi cửa tên, cứ những đội bóng lớn đấy, thì thật sự rất là mạo hiểm, bởi vì ở thời điểm hiện tại cái lịch thi đấu rất là dày, cho nên là các đội bóng lớn cần phải xoay tua đội hình. Họ có thể có những chiến thắng chỉ duy nhất một bàn, đấy, hai bàn, cách biệt một bàn hai bàn. Đấy, cho nên là anh em nên lưu ý cái việc là anh em cứ hay đánh những cái đội bóng lớn đấy. Và như là tối ngày hôm qua thì trong nhóm của bọn mình thì mình cũng đã cho anh em xem kết quả rồi. Trong nhóm mình ngày hôm qua thì 6 mã kèo, anh em ăn được 5 mã kèo đấy. Rất là rực rỡ những cái mã kèo mà thật sự không phải là những mã kèo chính. Mình có thể chốt những cái mã kèo phụ cho anh em trong nhóm. Anh em vẫn ăn đều đặn. Đấy. Vẫn ăn đủ, ăn 9 ăn 10 rất là cao. Đấy. Anh em nào mà đang chơi qua cò thì tốt nhất là anh em nên có cái trang bóng để mà chơi vừa an toàn mà tỷ lệ ăn rất là cao. Đấy. Anh em mà chơi ngoài, đấy, chưa bao giờ trước giờ tôi làm YouTube, anh em tìm đến tôi chưa thấy ai mà là chơi qua cò mà có lợi nhuận cả. Người thì âm từng này tiền, người âm từng kia tiền. Đấy. Thật sự rất là mình không hiểu thế nào mà anh em lại cứ tin tưởng chơi cò làm gì cả. Thật. Anh em chơi qua trang thì anh em vừa quản lý được vốn này, có thể lựa chọn được các cái mã kèo này. Anh em thích chơi kèo nào cũng được. Đấy. Không phải nhất thiết là cứ chơi mã hai cái mã kèo chấp và kèo bàn thắng. Có các mã kèo góc, kèo thẻ, kèo hai đội ghi bàn, kèo đặc biệt, rất là nhiều mã kèo để anh em lựa chọn. Đấy. Vậy nên thì anh em cần tư vấn cái trang chơi uy tín thì anh em có thể liên hệ mình qua địa chỉ Zalo, Telegram, mình sẽ tư vấn hướng dẫn cho anh em. Còn anh em cần vào nhóm thì anh em chỉ cần là người chơi qua trang và chơi cùng trang với nhóm bóng bọn mình, thì mình sẽ cho anh em vào nhóm, đơn giản như vậy thôi. Và cũng không để anh em phải chờ lâu, thì cái video tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ nhận định một trận đấu vào diễn ra rạng sáng ngày mai đi. Bởi vì hôm nay thì cũng 4 giờ 15 rồi, 4 giờ 15 rồi, thì các trận đấu cũng còn 2-3 tiếng đồng hồ sẽ diễn ra, cho nên là mình cũng chuẩn bị chốt kèo cho anh em trong nhóm thôi. Còn video này thì mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu vào rạng sáng ngày mai. Đấy. Rạng sáng ngày mai thì có sự góp mặt của Real Madrid, và gần như là rạng sáng ngày mai chỉ có trận đấu của Real Madrid với là Sevilla thôi. Đấy. Còn lại nữa thì các trận đấu sẽ diễn ra vào tối ngày hôm nay. Rạng sáng ngày mai thì trận đấu Real với là Sevilla thì diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 23 tháng 10. Hiện tại thì trên bảng xếp hạng của La Liga mùa giải 2022-2023 này thì sau vòng đấu thứ 10 thì Real vẫn đang xếp đầu bảng với 28 điểm có được, và hơn cái đội xếp sau là Barcelona 3 điểm, đúng một trận thắng. Ở vòng đấu gần đây thì ở trận siêu kinh điển thì Real đã giành chiến thắng trước chính đối thủ của Barcelona 3-1 để có thể tạo ra khoảng cách 3 điểm. Sau 10 vòng đấu thì Real hiện tại đang bất bại đấu trường La Liga khi mà đã thắng 9 trận và chỉ để hòa có một trận và chưa để thua một trận đấu nào. Còn đối với Sevilla thì
phong độ ở mùa giải này của Sevilla thật sự đang đáng báo động, nhất là ở giai đoạn đầu mùa giải. Còn đến thời điểm này thì họ cũng bắt đầu đi đến có những ổn định về phong độ rồi. Họ thì đang xếp ở vị trí thứ 12 thế bảng xếp hạng. Sau 10 vòng đấu thì họ cũng chỉ có mới có 10 điểm. Trong 5 trận đấu gần đây nhất thì họ đã hòa 3 trận, thua 1 trận và chỉ thắng có 1 trận là thôi. Đấy. Ở trận đấu gần đây nhất thì Sevilla cũng đã để Valencia cầm hòa với tỷ số 1 đều. Ở chuyến làm khách đến sân của Mallorca thì họ cũng có chiến thắng 1-0. Trước đó thì ở đấu trường Cúp C1 châu Âu ở vòng bảng thì Sevilla cũng để Dortmund cầm hòa 1 đều. Ở đấu trường C1 đối với câu lạc bộ Sevilla thì cơ hội để giành vé vào vòng trong đối với câu lạc bộ Sevilla gần như là rất là thấp, bởi vì hiện tại họ đang kém với đội đang dẫn đầu là Manchester City tới 8 điểm, đội đứng thứ hai Dortmund 5 điểm. Nên là khả năng cạnh tranh cái vé đi vào vòng loại trực tiếp đối với Sevilla mình nghĩ là cái phần trăm không có. Khả năng Sevilla sẽ phải bị xuống chơi cúp C2 thôi. Còn đối với Real Madrid thì sau trận thắng Barcelona 3-1 thì họ cũng đã có chuyến làm khách đến sân câu lạc bộ Elche và cũng có chiến thắng 3-0. Đối với Real Madrid thì họ đang có phong độ rất là ổn định. Tuy là cũng không phải là có những chiến thắng quá là tưng bừng lắm, nhưng mà với một đội hình có chiều sâu, có kinh nghiệm, bản lĩnh, họ luôn cho thấy mình là một câu lạc bộ lớn trên ở châu Âu, dù là đấu trường C1 hay là quốc nội. Ở đấu trường C1 thì hiện tại Real đang xếp đầu bảng hơn Leipzig, đứng thứ hai là 4 điểm và Shakhtar Donetsk 5 điểm, nên là cái quyền tự quyết đối với Real vẫn còn. Dù là sau trận đấu gặp Sevilla thì họ phải làm khách đến sân của Leipzig, nhưng mà trận đấu gặp Leipzig kìa, dù một cái cậu hòa thì cũng cũng không đến nỗi tệ đối với Real Madrid. Cho nên là mình nghĩ là Real vẫn tập trung vào đấu trường La Liga để có thể tạo nên một cái khoảng cách về điểm đối với câu lạc bộ Barcelona. Barca sẽ đá vào lúc và vào rạng sáng ngày kia cơ, ngày 24 tháng 10. Cho nên là chắc chắn là Real muốn thắng trận đấu này để tạo về khoảng cách điểm, cũng như là tạo cho Barca một cái tâm lý cần phải thắng ở trận đấu. Barca hình như là gặp câu lạc bộ Athletic Bilbao cũng đang có phong độ tốt này. Về trận đấu này thì hiện tại mức kèo Real đang chấp 1.5, điểm ăn là thấp hơn. Kèo bàn thắng là 3.5, hiệp 1 thì Real cũng chấp là 0.5, kèo bàn thắng là 1.25. Ở mùa giải trước thì khi mà hai đội gặp nhau thì Real cũng đã giành hai chiến thắng và cũng cách biệt chỉ là một bàn. Và đáng chú ý là cả những trận đấu của cả hai đội gặp nhau trước đây thì kết quả đều là trên 3 bàn được ghi. Đấy. Vậy nên thì hai đội bóng này gặp nhau thường thi đấu rất là cởi mở, nhất là thời điểm hiện tại Sevilla đang rất là cần điểm. Về đội hình dự kiến thì trận đấu này gần như là câu bộ Real Madrid có được một cái đội hình gần như là mạnh nhất. Hai thủ tiêu vắng Diaz cùng với là Cabalon thì hai cầu thủ này cầu thực sự không quá quan trọng trong đội hình của Real Madrid, cho nên là hai thủ tiêu vắng này mình đánh giá cũng không ảnh hưởng quá là nhiều. Sevilla thì mình nghĩ Sevilla là đội bóng đang tổn thất rất là nhiều. Corona thì đang chấn thương, chưa để lại Fernando, Rekic, Nianzo, bốn cầu thủ đang chấn thương chưa thể trở lại. Marcos Acuna, trung vệ đang thi đấu khá là tốt, anh đang gặp một vấn đề về sức khỏe, khả năng ra sân trận đấu này cũng chưa chắc chắn. Tuy là trong đội hình dự kiến cũng có sự góp mặt của anh, nhưng mà cũng phải đến khi lúc có đội hình dự kiến chắc chờ đội hình ra sân thì mới có thể dự đoán được. Cùng với đó Marcao, cầu thủ Marcao cũng khá là quan trọng. Trận đấu này Sevilla tổn thất khá là nhiều. Theo đội hình dự kiến thì thủ thành Thibaut Courtois của Real cũng chưa thể trở lại. Lunin cũng đang làm tốt cái nhiệm vụ thay thế cho Thibaut Courtois.
Hàng trung vệ thì bộ đôi Alaba với Lê Militao. Chắc chắn là trấn giữ trước khung thành. Felipe Mendy và Cavani là hai hậu vệ cánh. Bộ ba Toni Kroos, Tejo Amendy cùng với là Luka Modric đang thi đấu khá là ăn ý với nhau. Không biết là huấn luyện viên Ancelotti có sử dụng một đội hình mạnh như thế này ở trận đấu vào rạng sáng ngày mai không mà thôi. Hàng công thì bộ ba đang có phong độ khá là cao, Benzema, Vinicius cùng với là Valverde thì đang cho thấy phong độ cực cao. Anh thi đấu rất là nhiệt huyết, dứt điểm khá là hay. Trận đấu này thì với mức kèo là 1.5 thì mình nghĩ cũng cũng hơi mạo hiểm, nhưng mà nếu như mà nói về phong độ cũng như là cái đẳng cấp về đội hình thì chắc chắn là Real sẽ có chiến thắng. Mình nghĩ là vẫn chiến thắng cách biệt ít nhất là 2 bàn trận đấu này. Nên là mình vẫn tin tưởng lựa chọn cái kèo là Real chấp 1.5 ở trận đấu này. Có thể tỷ số trận đấu này sẽ là 3-1 cho Real Madrid. Đấy, được thi đấu sân nhà. Thành tích thi đấu trên sân nhà của Real Madrid sau 4 lần đấu được thi đấu trên sân Bernabeu ở mùa giải này thì họ cũng đã có 3 chiến thắng và chỉ để hòa một trận. Hàng công ghi 10 bàn, hàng thủ thì để thủng lưới 4 bàn. Họ cũng đã kiếm được 10 điểm trong 4 lần đấu đó. Còn đối với Sevilla thì sau 5 trận đấu được thi đấu phải thi đấu trên sân khách cả mùa giải này thì họ cũng đã để thua 2 trận, hòa 1 trận và thắng 2 trận. Hàng công cũng ghi 7 bàn nhưng hàng thủ cũng để thủng lưới tới 7 bàn. Đấy. Nên là phong độ của Sevilla đang khá thất thường. Cộng với việc là một số cầu thủ trụ cột cũng gặp vấn đề về thể lực, cho nên là mình nghĩ là trận đấu này mình vẫn tin tưởng Real sẽ thắng thắng kèo. Nếu như mà sử dụng với đội hình như thế này hiện tại thì chắc chắn là Real sẽ thắng cách biệt ít nhất là 2 bàn. Đấy. Cùng với đó là cái mã tài trận thì như lúc nãy mình cũng đã nói rồi, những trận đấu gặp nhau gần đây của hai đội thì đều có trên 3 bàn thắng được ghi. Đấy. Và với lại là những trận đấu gần đây của Real cũng như Sevilla hàng công đều ghi bàn rất là đều đặn. Đấy. Điều này cho thấy là hàng công đang thi đấu rất là tốt bên phía cả hai đội. Hiện tại thì cầu thủ đang ghi bàn tốt nhất bên phía Real thì chắc chắn là ba cầu thủ Benzema, Vinicius cùng với là Valverde. Mỗi cầu thủ đang có cho mình 5 bàn thắng ở mùa giải này. Đấy. Rodrigo Alaba cùng với Luka Modric, ba cầu thủ đang có cái số kiến tạo nhiều nhất trong đội hình của Real hiện tại, mỗi người đều có 3 đến 4 pha kiến tạo. Bên phía câu lạc bộ Sevilla thì cầu thủ đang ghi bàn tốt nhất là tiền vệ số 21 Oliver Torres. Anh đã có 3 bàn. Eric Lamela cùng với là Carmona. Eric Lamela thì không thấy trong đội hình dự kiến. Carmona thì anh thi đấu ở hàng trung vệ. Hai cầu thủ này đều đã có 2 bàn ở mùa giải này. Isco, Gomez cùng với là Alex Telles đều đã có cho mình mỗi người 2 pha kiến tạo. Nên là Sevilla thường thi đấu bên cánh là nhiều với sự xuất hiện của Alex Telles cùng với là Oliver Torres. Cái hướng tấn công chủ yếu của Sevilla là bên cánh của Telles cùng với những cái pha tình huống cố định. Nên là mình nghĩ trận đấu này khả năng nổ tài trận tài 3 khá là cao. Hiện tại thì mức tài tài cả trận là 3 hòa. Nên trận đấu này mình nghĩ là 2 mã kèo. Real chấp 1.5 cùng với mã tài trận. Đấy. Mình nghĩ 2 mã kèo này anh em có thể tham khảo. Còn ở các cái mã kèo kèo góc với thẻ thì để xem hiện tại Real đang chấp góc là 3.2.75, tài chịu góc là 9.5. Những trận đấu gần đây thi đấu trên sân xem là thi đấu sân sân nhà thì ở thi đấu sân nhà gần đây gặp Barcelona thì ở trận đấu đó họ cũng kiếm được chỉ 2 góc, khá là thấp. Còn là trận đấu xa hơn, trận gặp Osasuna, trận đó họ cũng kiếm được 10 góc, khả năng kiếm góc của Real khá là thất thường. Còn với Sevilla thì khi thi đấu sân khách, những trận đấu gần đây gặp Mallorca thì họ cũng kiếm 3 góc,
nên là khả năng trận đấu này nếu mà về mức tài xỉu góc thì mình nghĩ hơi mạo hiểm cho anh em. Nếu anh em tin tưởng thì anh em nên đi mã kèo là mà Real chấp chấp 2,275 góc sẽ an toàn hơn. Đấy. Nếu anh em tin tưởng ở mã kèo góc với thẻ. Còn trận đấu này thì mình nghĩ là anh em nên hướng tới hai mã kèo chính là Real chấp 1,5 cùng với là mã tài tận 3 hoa. Đấy. Nếu cái thời điểm mình làm video thì còn khá là sớm cho nên là những nhận định cũng có thể đúng có thể sai. Đấy. Còn anh em muốn nhận các cái mã của mã kèo mà uy tín hơn thì anh em liên hệ mình vào nhóm để nhận những cái mã kèo tâm đắc và uy tín nhất. Địa chỉ liên hệ với mình thì anh em khá đơn giản, hai đường link Zalo và Telegram, anh em ấn vào là sẽ tìm được đến mình. Mình sẽ hướng dẫn và tư vấn cho anh em từ cách vào nhóm cho đấy là anh em cần hỗ trợ về việc tìm trang chơi thì mình cũng tư vấn cho anh em. Đấy. Hiện tại thì nhóm mình đang chơi ở hai trang bóng. Đấy. Hai trang bóng rất là uy tín an toàn từ cách chơi cho đến là nộp rút. Cho nên là anh em có thể yên tâm về điều đó. Đấy. Và thứ hai nữa thì anh em muốn cần một cái nhóm bóng có những cái chuyên gia soi kèo nhận định, soi kèo rung, có soi kèo bóng sống, rồi là soi kèo góc thẻ, kèo trước trận thì anh em có thể liên hệ mình. Cái nhóm bóng của mình đầy đủ những anh em kinh nghiệm về bóng rất là nhiều, có thể đưa ra những cái mã kèo để anh em có thể tin tưởng và đầu tư. Còn video này thì mình cũng khá là dài rồi, chắc mình cũng kết thúc tại đây. Đấy. Cũng chúc anh em có một đêm đầy thắng lợi. Anh em đang xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh Kèo Minh Hải cũng như là kèo kênh soi kèo nhanh, soi kèo bóng đá để có thể theo dõi các video mình lên ở trong ngày. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.